Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Kiểm tra công tác đại hội đảng bộ các cấp tại Nam Định. Cửa khẩu Phú Cốc Nam Lạng Sơn vẫn thông quan hàng hóa. Công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 tại thành phố Hà Nội. Lãng phí nhiều công trình chiếu sáng ở Bắc Cạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tình hình thực hiện chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã chủ động tích cực triển khai thực hiện chỉ thị số 35 và xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh một cách bài bản, đạt được kết quả tích cực. Đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng Nam Định cần tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế vị trí địa lý, lịch sử, văn hóa, con người, nắm bắt cơ hội để đón làn sóng đầu tư từ các quốc gia trên thế giới. Tỉnh tính toán chuyển đổi quỹ đất trong nông nghiệp sang phục vụ công nghiệp, dịch vụ và đô thị hóa. Quá trình xây dựng nông thôn mới phải gắn với đô thị hóa để phát triển dài hạn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và quyết liệt triển khai thực hiện chỉ thị số 35, đảm bảo tổ chức thành công đại hội cấp huyện đúng nội dung tiến độ yêu cầu đề ra. Tính đến ngày 30 tháng 6, hơn 5.580 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 925 chi bộ Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Hiện 3 trong tổng số 15 đảng bộ trực thuộc tỉnh tổ chức thành công đại hội. Ngày 1 tháng 7, đoàn công tác của Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên về công tác đối ngoại và thúc đẩy quan hệ đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước về đối ngoại, một số nội dung về hợp tác với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân nhấn mạnh vị trí đặc biệt quan trọng của Điện Biên trong đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội ở Tây Bắc của Tổ quốc. Thời gian qua, Điện Biên đã thực hiện tốt việc giữ vững an ninh chính trị, làm tốt công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ các tỉnh Bắc Lào. Tuy nhiên hiện nay, tại Điện Biên, hạ tầng thương mại, cửa khẩu còn hạn chế nên hợp tác quốc tế chưa cao, chưa toàn diện. Thời gian tới, trong chủ trương đối ngoại, Điện Biên cần nắm chắc lợi ích, triển khai các hoạt động đối ngoại thực chất và hiệu quả, trong đó xác định kinh tế đối ngoại là chủ chốt, giữ vững môi trường, cục diện hữu nghị. Với Lào, cần chú trọng yếu tố tin cậy về chính trị, tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, mở rộng không gian hợp tác với các đối tác như Nhật Bản và EU. Tỉnh Điện Biên cũng cần có chủ trương thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư thương mại với nước bạn để hoạt động kinh tế đối ngoại phát huy hiệu quả. Trong tháng 7 này, thành phố Hà Nội sẽ điều chỉnh lộ trình 16 tuyến buýt đang hàng ngày lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ việc sửa chữa mặt cầu. Thời gian cụ thể điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt vẫn đang chờ phương án sửa cầu chính thức từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trước đó, để phục vụ việc sửa chữa mặt cầu Thăng Long, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có thông báo sẽ cấm toàn bộ ô tô đi lại trên tầng 2 từ cuối tháng 7. Trong thời gian cấm ô tô để phục vụ sửa chữa, phương tiện qua lại cầu Thăng Long sẽ được tổ chức phân luồng đi sang các cầu khác như Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thanh Trì. Đối với xe máy, tàu hỏa, do lưu thông ở tầng 1 không sửa chữa nên vẫn đi lại bình thường. Cũng trong tháng 7 này, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức chạy thêm nhiều đôi tàu khách và tàu du lịch trên các tuyến. Từ ngày 9 tháng 7 tới đây, ngành đường sắt sẽ chạy thêm một đôi tàu khách thống nhất. Như vậy, hàng ngày trên tuyến Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 5 đôi tàu khách thống nhất chạy suốt. Cũng từ tháng 7, ngành đường sắt chạy hàng ngày tàu du lịch trên các tuyến thay vì chỉ chạy cuối tuần như trước đây, như tuyến Hà Nội Đồng Hới, Hà Nội Lào Cai, thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết, thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang hay thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn. Ngoài ra, ngành đường sắt phục vụ dịch vụ xe buýt hai chiều tiện lợi để hành khách từ Lào Cai lên Sapa và ngược lại với giá vé 40.000 đồng một lượt. Hành khách có thể đặt mua vé xe buýt khi mua vé tàu online hoặc mua vé tại ga. Các đại lý bán vé tàu hỏa trên toàn quốc. Mới đây, đại diện Chi cục Hải quan Cốc Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết hoạt động xuất nhập khẩu tại đây vẫn diễn ra bình thường. Các doanh nghiệp vẫn có thể đưa hàng hóa đến cửa khẩu để tiến hành các hoạt động giao thương. Trước đó, ngày 29 tháng 6, tại buổi hội đàm với các chi cục hải quan cửa khẩu của Lạng Sơn, phía Hải quan Trung Quốc thông báo sẽ tạm dừng thông quan hàng hóa tại cửa khẩu phụ Lũng Vài Cốc Nam kể từ ngày 1 tháng 7 để xây dựng tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, đến chiều 30 tháng 6, phía Trung Quốc lại có thông báo về việc tiếp tục duy trì các hoạt động xuất nhập khẩu tại đây.
vải thiều thương hiệu Việt Nam đã chính thức có mặt trên các kệ hàng của chuỗi siêu thị Fairprice của Singapore. Cho tới nay đã có gần 50 tấn vải thiều được xuất khẩu sang Singapore từ cảng Hải Phòng và dự kiến đến hết mùa vải, tổng khối lượng xuất khẩu có thể đạt tới 100 tấn. Vải thiều Việt Nam được bán với giá khuyến mại 5 đô la Singapore 1 kg, tương đương 84.000 đồng Việt Nam trong tuần đầu tiên lên kệ tại Singapore và tăng trở lại mức 6 đô la Singapore trong tuần tiếp theo, cùng mức giá với vải Trung Quốc đang bán tại đây. Sau 2 tuần lên kệ, nhiều siêu thị đã không còn hàng để bán. Tôi mới mua vải của Việt Nam về cho gia đình tôi thưởng thức. Trước đây chúng tôi đã mua vải của Trung Quốc, Đài Loan hay Thái Lan, nhưng giá thì hơi đắt và có loại thì bị chua. Tôi thấy vải của Việt Nam mọng nước, vị rất ngọt và hạt thì rất nhỏ. Cả gia đình tôi, ai cũng thích vải Việt Nam. Thương vụ Việt Nam tại Singapore trong 3 năm liền đã liên tục tổ chức các đoàn đưa nhà nhập khẩu trái cây về Việt Nam, trong đó có tập đoàn Fairprice, để tìm kiếm các sản phẩm trái cây mới của Việt Nam. Ngay từ đầu mùa vải năm nay, thương vụ đã phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại và Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo trực tuyến để quảng bá trái vải Việt Nam. Tại Việt Nam, đại diện mua hàng của Fairprice đã trực tiếp đi thẩm định các trang trại đủ khả năng đóng gói và xuất khẩu, tiến hành đặt và chuyển những container hàng đầu tiên đi Singapore vào cuối tháng 5 vừa qua. Việc đưa trái vải vào thị trường thông qua nhà nhập khẩu chính thức của kênh siêu thị đóng gói bài bản sẽ là cánh cửa mở ra cho trái vải Việt Nam vào thị trường Singapore bền vững. Dự kiến trong mùa vải mới, thương vụ sẽ chủ trì phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương và tập đoàn Fairprice tổ chức ngày trái vải Việt Nam tại Singapore. Chương trình sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Luật Giáo dục năm 2019 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Theo đó, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí. Ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục tư thục được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Luật giáo dục quy định giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc, nhà nước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện giáo dục bắt buộc trong cả nước, quyết định kế hoạch, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục. Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc. Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đầu cấp năm học mới 2020-2021, thành phố Hà Nội đã chính thức công bố kế hoạch tuyển sinh của 30 quận huyện toàn thành phố ở bậc học mẫu giáo lớp 1 và lớp 6. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7, phụ huynh học sinh Hà Nội chính thức có thể tra cứu thông tin chỉ tiêu, số lớp tuyển mới của từng trường mẫu giáo tiểu học, trung học cơ sở toàn thành phố cho năm học mới 2020-2021. Toàn bộ nội dung kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Phòng Giáo dục và Đào tạo 30 quận, huyện, thị xã được công bố công khai tại cổng thông tin điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Địa chỉ http://hanoi.edu.vn hoặc http://tsdaucap2.hanoi.gov.vn. Theo hướng dẫn tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thời gian các trường bắt đầu tổ chức tuyển sinh là từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Sau thời gian nghỉ học do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Điện Biên đón gần 500 lưu học sinh Lào quay trở lại học tập. Hiện các lưu học sinh đang được cách ly tại khu ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên, Bệnh xá D40 và Trung đoàn 741 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên. Khu cách ly ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên hiện có gần 290 lưu học sinh Lào đang được cách ly y tế. Trước khi đến khu cách ly, các lưu học sinh đều được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, kê khai hồ sơ y tế khi nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Em sang Việt Nam được 10 ngày ạ. Bọn em ăn ở đây thế là thoải mái. Các đồ ăn thế là rất là ngon. Có các anh chị ở đây, có cả công an và bộ đội quan tâm bọn em lắm. Và bác sĩ đi khám bọn em hàng ngày. Bên y tế chúng tôi đã tiếp nhận và kiểm tra nhiệt độ, đo thân nhiệt cho các cháu, hướng dẫn các cháu trong quá trình cách ly tuân thủ, đảm bảo khu cách ly về đúng theo nguyên quyết định của Bộ Y tế. Hiện gần 500 lưu học sinh Lào đang được thực hiện cách ly y tế đều có sức khỏe bình thường. Sáng ngày 1 tháng 7, ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và lãnh đạo huyện Trùng Khánh đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ hai gia đình có người tử vong do ngạt khí dưới hang sâu tại xã Đoài Dương.
Hai nạn nhân tử vong là Hứa Văn Háy, sinh năm 1976 và Nông Văn Dụ, sinh năm 1994, cùng ở trong xóm trung tâm, xã Đoài Dương. Mỗi gia đình được hỗ trợ 22 triệu đồng. Người xuống hang cứu nạn nhân phải nhập viện được hỗ trợ mỗi người là 2 triệu đồng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Đoài Dương, sáng 30 tháng 6, ông Hứa Văn Háy đưa máy bơm nước sử dụng nhiên liệu xăng xuống hang Sa Đen sâu 36 mét để bơm nước lên ruộng, sau đó bị ngạt khí. Một người khác xuống cứu và tiếp tục bị ngạt khí dưới hang sâu. Một số người khác xuống hang cứu trợ cũng tiếp tục bị ngạt khí, có biểu hiện là đau đầu, tức ngực, khó thở, phải nhập viện cấp cứu. Khoảng 20 giờ 50 ngày 1 tháng 7 trên đường tỉnh 314, đoạn thuộc thôn Bình Sơn, xã Vân Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, nhà máy giấy Yên Bình thuộc Công ty Cổ phần Nông Lâm Sản Thực phẩm Yên Bái tổ chức thi công cống thoát nước từ nhà máy ra sông Hồng. Khi đang thi công đào rãnh ven đường để đặt cống, độ sâu rãnh là khoảng 2 mét, thì bờ kè đất của hộ dân ven bị đổ, vùi lấp vào công nhân đang thi công khiến một người chết, một người bị thương. Nạn nhân tử vong là anh Trần Văn Công, sinh năm 1979, trú tại thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh. Người bị thương là anh Đỗ Hải Nam, sinh năm 1980, cùng trú tại xã Phú Thịnh. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Yên Bái tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định. Theo khảo sát, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn còn tồn tại nhiều công trình chiếu sáng không phát huy hiệu quả, không sử dụng được, đã gây lãng phí nguồn lực và ngân sách nhà nước. Đây là 120 cột đèn chiếu sáng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Từ khi đưa vào sử dụng cách đây 3 năm, đèn chỉ sáng một vài lần vào những ngày lễ kỷ niệm. Đến nay thì 74 cột đèn đã hư hỏng hoàn toàn, không thể sử dụng. Bản giao thì mình vẫn sử dụng bình thường, nhưng mà bị những cái bóng vỡ này là từ đợt mưa đá vừa rồi ấy, nó bị ảnh hưởng do cái thời tiết ấy. Này mình thấy không có tác dụng mấy với cái không gian hoang vắng này. Dọc bờ sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Cạn cũng được đầu tư 130 cột đèn chiếu sáng, nhưng hiếm khi thấy sáng. Công trình tiêu tốn hàng tỷ đồng nhưng không phát huy hiệu quả. Thấy lắp đến bây giờ không biết năm nào, là linh mấy không nhớ, nhưng khoảng 08, 09 gì ấy. Chỉ duy nhất là lúc ấy khánh thành được khoảng bao lâu thì không biết, không nhớ, nhưng mà thấy sáng có mỗi một lần. Một đêm, hai đêm, nhưng mà một chốc thôi chứ không phải là qua đêm đâu. Lãng phí vô cùng. Kè bờ hữu và chỉnh trị dòng sông Cầu có tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân thị xã và nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Cạn làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, công trình được bàn giao cho Công ty Cổ phần Chợ Bắc Cạn quản lý. Tuy nhiên trong quá trình bàn giao thì cái hệ thống đấy thì cũng chỉ là đơn vị trực tiếp quản lý trực tiếp thôi, chứ không có vận hành để khai thác. Thì do cái kinh phí cũng chưa được đáp ứng cho cái công tác khai thác để thắp sáng. Đến nay là một số bóng đèn là không sử dụng được, là do nguyên nhân là lâu ngày không hoạt động. Đặc điểm chung của những công trình đèn chiếu sáng gây lãng phí này là ngay từ đầu chủ đầu tư đã không cân đối khả năng vận hành, sử dụng của những đơn vị thụ hưởng, dẫn đến việc công trình không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, thậm chí là bỏ hoang do không có nhu cầu sử dụng. Đây là vấn đề mà tỉnh Bắc Cạn cần quan tâm trong quá trình đầu tư phát triển. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công do đại dịch COVID-19, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng các địa phương vẫn quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chào mừng và đưa vào phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, ghi nhận tại huyện Văn Lâm và huyện Tiên Lữ của tỉnh Hưng Yên. Công trình cổng chào huyện Văn Lâm được xem như là biểu tượng của huyện và là một trong 6 công trình được địa phương này chọn để gắn biển chào mừng Đại hội Đảng. Sau 6 tháng thi công, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành. Hiện đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện nốt hệ thống điện bồn hoa dưới chân và vỉa hè. Dự kiến công trình sẽ khánh thành vào đầu tháng 7, sớm hơn 2 tháng so với dự kiến. Cùng với đó, các công trình như vườn hoa chân cầu vượt, bến xe trung tâm huyện, đường huyện 385, công trình nhà văn hóa đến nay đều đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ban thường vụ huyện ủy Văn Lâm đã chọn 6 công trình trọng điểm để đưa vào công trình thi công chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Thế và đến nay thì trong điều kiện thi công có rất nhiều khó khăn và đặc biệt là cái dịch COVID-19, nhưng song với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là cố gắng quyết tâm của các cái đơn vị thi công, thì đến nay 6 công trình cơ bản đã hoàn thành,
trong đó là có 3 công trình đã hoàn thành về đích trước 1 tháng. Còn lại 3 công trình nắng nóng này thì chúng tôi động viên công nhân rồi cái đơn vị tổ chức thi công vào những cái thời gian mát, thế rồi thì tranh thủ thi công theo nhiều ca để đảm bảo cái tiến độ hoàn thành theo đúng theo cái kế hoạch đề ra. Còn tại công trình khuôn viên nhà văn hóa trung tâm huyện Tiên Lữ, những ngày qua dưới cái nắng oi ả nóng nực nhưng hàng chục công nhân vẫn miệt mài lao động hoàn thiện từng hạng mục bãi đỗ xe, sân hệ thống cây xanh với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ đại hội Đảng bộ huyện dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7 đầu tháng 8. Thời tiết năm nay nó rất khắc nghiệt. Nhà thầu cũng tìm mọi biện pháp là đảm bảo là đẩy nhanh tiến độ. Và hai là trong quá trình thực hiện là anh em cố gắng là đảm bảo làm sao vừa sản xuất nhanh tiến độ và đáp ứng an toàn lao động. Và bằng hình thức là anh em là cũng tăng ca buổi tối để phục vụ đại hội Đảng vào trung tuần tháng 7. Ngoài việc phấn đấu hoàn thành các công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào phục vụ đại hội Đảng, hàng chục công trình khác trên địa bàn tỉnh cũng đều đang đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa là để bù đắp khoảng thời gian ảnh hưởng dịch COVID-19, vừa để đáp ứng tiến độ phục vụ giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện bé Nguyễn Hải An 8 tuổi ở thành phố Hà Nội hiến xác mạc để giúp hai người tìm thấy ánh sáng, hay chuyện về thiếu tá Lê Hải Ninh ở Ninh Bình trước khi mất đã hiến tạng để cứu 6 người khiến ai nấy đều cảm động vì nghĩa cử cao đẹp. Còn tại Hưng Yên, câu chuyện về cô gái ở Khoái Châu không may mắc bệnh hiểm nghèo trước khi qua đời có tâm nguyện dành tặng ánh sáng cho những số phận kém may mắn cũng khiến nhiều người cảm phục. Việc làm ý nghĩa của chị đã góp phần tạo sức lan tỏa cho phong trào hiến mô tạng cho đi là còn mãi ở Hưng Yên. Tính đến nay, đã hơn một năm ngày mất của chị Hoàng Thị Trâm, 33 tuổi, ở xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, người hiến tặng giác mạc trước khi qua đời. Trò chuyện với những người thân của chị Trâm, dường như gia đình vẫn chưa thể nguôi ngoai trước sự ra đi của người vợ đảm, người con dâu hiếu thảo. Trước khi mất, chị Trâm có mong muốn được tặng giác mạc cho chồng mình là anh Tạ Đăng Tỉnh và em chồng đều bị đục thủy tinh thể. Thế nhưng không được. Vì vậy, chị Trâm đã quyết định hiến giác mạc cho Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương. Có giác mạc cho em chồng, với chồng mà hay được vào thì tốt quá. Nên nơi bác sĩ bảo không làm được, thế thôi thì ổn nhất trí rồi hiến cho bệnh viện này, bệnh viện cấp cho người khác. Người ta cũng được tinh mắt ra thì mình cũng thấy mừng cho người ta, mà mình cũng coi như là phúc ý. Có lẽ nghĩa cử cao đẹp của chị Hoàng Thị Trâm đã được lan tỏa, bởi sau một lần vô tình xem phóng sự trên kênh Hương Yên, cảm phục trước tấm lòng của chị với mong muốn làm được điều gì đó ý nghĩa cho cuộc đời, anh Đỗ Duy Khánh ở thôn Tổ Hỏa, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ đã quyết định đăng ký hiến mô tạng khi qua đời. Anh Khánh là một trong 3 đoàn viên thanh niên đăng ký hiến mô tạng trong đợt hiến máu tình nguyện do huyện đoàn Yên Mỹ tổ chức vào tháng 5 vừa qua. Em mong muốn là mỗi một người đều chung tay và tham gia cái phong trào này. Bởi vì đây nó là một ý nghĩa rất là nhân văn. Khi mình cho đi là còn mãi mà. Chẳng may xảy ra rủi ro thì cuộc sống của mình có thể ngắn lại, nhưng mà đem lại niềm hy vọng cho người khác. Cũng như trường hợp của chị Hoàng Thị Trâm. Ngoài công việc chính là kế toán doanh nghiệp, anh Khánh còn tham gia ban chấp hành đoàn xã Lý Thường Kiệt, tích cực trong các phong trào của đoàn thanh niên với 9 lần hiến máu tình nguyện. Không chỉ vậy, anh Khánh còn tuyên truyền vận động để em trai ruột của mình và một số người bạn hiểu, cũng như tình nguyện đăng ký hiến mô tạng trong đợt hiến máu tiếp theo của huyện đoàn, góp phần lan tỏa thông điệp cho đi là còn mãi. Vậy em thấy cái hiến mô tạng này rất là nhân văn, tức là mình cho đi là còn mãi. Em cũng đã vận động bạn bè tham gia đăng ký. Trước mắt thì có một thằng cô em ở xã dưới và thằng em trai, anh em ruột như em cũng đã đăng ký. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh đẹp vừa rồi đã kết thúc chương trình Nhìn từ phố hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.